Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui mọi người ơi. Sư chiếu lúa của nhà chùa cho mọi người xem này. Đấy. Đấy. Lúa của nhà chùa rất là nhiều lúa đúng không? Nhưng mà mọi người đã nghe cái chuyện mà lúa ăn muối bao giờ chưa mọi người ơi? Chắc hẳn rằng là mọi người chưa nghe cái chuyện là lúa ăn muối đúng không? Sư Vi chia sẻ cho mọi người là mọi người vẫn nghe cái câu ấy là lúa chim thì phấp phới đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên đúng không? Cái câu ca này của các cụ ngày xưa là ý nói là khi mà lúa chim ấy mà nó gặp những cái trận mưa rào thì nó rất là nhanh tốt đúng không mọi người? Nó rất là nhanh tốt mà nó sẽ cho năng suất rất là cao nếu như mà trong cái thời lúa còn con gái cũng như là lúa đang nằm đồng mà được những cái trận mưa rào thì rất là tốt. Cách chăm sóc về lúa chim thì sư cũng chia sẻ cho mọi người là sư cũng ngày xưa sư cũng cấy lúa rất là nhiều rồi. Sư cấy lúa rất là nhiều rồi thì sư chia sẻ cho mọi người là lúa chim ấy thì cách chăm sóc cho lúa chim ấy thì khi mà mình gieo vãi hoặc là thời ngày xưa là mình cấy đúng không? Mình cấy hoặc là mình gieo vãi thì mình có lót qua và quan trọng nhất là cái đợt đầu tiên, tức là cái đợt cho ăn đợt đầu mọi người. Cho ăn đợt đầu thì mọi người cho ăn nó nặng tay lên. Nếu như đến cái đợt thứ hai mà nó quá xấu thì mình chỉ cho nó chút ít thôi. Còn nếu như mà nó đã tốt rồi, nó ruộng lúa nó đã đẹp rồi thì mình không cần thiết cho ăn cái đợt thứ hai nữa đúng không? Nếu như mà đợt thứ hai mà mình cho ăn nhiều nữa thì nó sẽ non cái lá. Khi mà nó non cái lá rồi thì sâu nó sẽ kéo tới nó ăn rất là nhiều. Thì tự nhiên là nó sẽ làm cho mình mất mùa đúng không? Nó làm cho mình mất mùa. Đặc biệt là nhiều khi ấy là bị sâu cũng như là lúa lốp đúng không? Người ta thường nói là xấu đều còn hơn là tốt lỏi, cũng như là tốt quá hóa lốp đúng không? Tất cả mọi người đã từng nghe những cái câu là tốt quá hóa lốp, nó tốt quá rồi thì cái lúa nó bị lốp, nó cũng không cho được thu hoạch đúng không mọi người? Nó không cho được thu hoạch, nhưng mà chắc hẳn rằng là tất cả mọi người ở đây thì sư tin là 100 người thì 100 người thì chỉ có 3 người biết là lúa ăn muối đúng không? Chắc hẳn rằng là sư tin là 100 người thì chỉ biết 3 người thôi. 3 người là lúa ăn muối thì sư mới chia sẻ cho mọi người. Vì sao sư muốn nói ở đây là lúa ăn muối, tức là khi mà kể cả vụ chim hay là vụ mùa, vụ chim hay vụ mùa, đến khi người ta thường có cái câu là bón đón đồng đúng không mọi người? Bón đón đồng thì khi mà cái đồng nó to mà mọi người biết rồi đấy, đồng nó to mà nó chuẩn bị để nó sắp trổ rồi đấy. Đấy thì trước lúc đó khoảng độ 10 ngày hoặc là nửa tháng thì có thể là mình bón đón đồng. Mình bón đón đồng thì có những người thì 2 kg lân chẳng hạn này, 2 kg lân, 1 kg đạm. Rồi đặc biệt cái nào ở đây là sư muốn chia sẻ cho mọi người là lúa ăn muối. Đấy, mọi người cứ bón thử thêm 1 kg muối hoặc là 1,5 kg muối.
cái muối muối hạt ăn đó mọi người, muối trắng hạt ăn mọi người ăn đấy, mọi người đảo lẫn với lân cũng như là một chút đạm. Nếu như mà cảm thấy nó ướt quá thì có thể là mình trộn thêm đất vào để mình đi vãi cho nó dễ vãi mà nó đều, đúng không mọi người? Thì hôm nay chắc hẳn rằng là có những người cả cuộc đời làm nông nghiệp, đúng không, cả cuộc đời làm nông nghiệp, hôm nay mới nghe cái câu chuyện là lúa ăn muối là lần đầu tiên, đúng không? Thì sư chia sẻ cho mọi người là ngày xưa sư ở bên cái chùa Nam Định là sư đã từng nghe người ta nói là có một người, người ta nói là lúa nhà người ta rất năng suất, rất là năng suất. Người ta cho một cái bí quyết là người ta bón muối đón đồng cho lúa mọi người nha. Hôm nay có thời gian rảnh thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người một cái bí quyết, đó là lúa ăn muối. Chúc tất cả mọi người, nếu mà những ai còn yêu những cái nghề nghiệp về trồng cấy lúa cũng như là quan tâm tới cái vấn đề cấy lúa cũng như là cho năng suất cao thì mọi người chú ý đến cái vấn đề hôm nay sư chia sẻ cho mọi người là lúa ăn muối nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui mọi người nha.